Và mình cũng rất là thích Olay Total Effect 7 trong 1. Và đây là một cái sản phẩm kem dưỡng vào ban ngày, không có SPF và cũng không có hương liệu luôn. Lý do vì sao mình rất là thích cái kem dưỡng này, đầu tiên là bởi vì kết cấu của nó khi lên trên da ấy, nó không phải là quá bóng dính hay nặng mặt đâu, cực kỳ dễ tán ở trên da. Chất kem màu trắng và không hề có một cái mùi gì làm mình khó chịu cả nếu như mà bôi kem dưỡng này. Và buổi sáng thì mọi người sẽ thấy rằng là cái da của mọi người thực sự nó rất là mềm mịn. Kể cả khi chúng ta bôi những cái loại kem chống nắng mà nó dễ bị vón lên ấy, thì nó cũng sẽ làm cho cái lớp kem chống nắng tiệp vào da rất là tốt và nó có một cái độ ẩm nhẹ ở trên da, không làm cho da của chúng ta bị tiết dầu da quá nhiều khi mà mình sử dụng đến tháng thứ hai. Nhưng mà đúng thật nhá, là mình thấy da của mình đều màu hơn. Chắc chắn là nó sẽ không có khả năng cải thiện cực kỳ rõ ràng đối với trường hợp nám hay là tàn nhang, nhưng mình khẳng định nếu như sử dụng cái kem dưỡng này khoảng tầm 3-4 tháng nhá, vào ban ngày, là mọi người sẽ thấy cái da của mọi người cảm giác như của nó đều màu hơn ấy. Những cái nốt tàn nhang, những cái nốt nám ở trên da của chúng ta nó mờ hơn nhá, chứ không phải là biến mất hoàn toàn nha mọi người. Nhưng mà đây là một cái sản phẩm kem dưỡng ẩm bình dân, cho nên là mình thấy rằng cái công dụng của nó với cái mức giá nó quá là ổn luôn nha. Chấm cho sản phẩm này là 8 trên 10, một trong những cái kem dưỡng ban ngày mình rất là thích luôn.